anh em nhá. Em vẫn là Quyết Bắc Giang. Hôm nay em giới thiệu cho tất cả anh em một bộ chế xe ba bánh tận dụng từ xe Way, xe Zin, xe Future Leo, xe tất cả loại xe. Anh em có thể sử dụng được một bộ ba bánh này. Anh em hàn khung lên thì anh em có thể chở hàng được, rất chi là ok. Sau đây em giới thiệu một chút sâu để cho anh em chưa mua, chưa chế bao giờ, hoặc là anh em mua về để cách chỉ cho thợ nhé. Đây thì một bộ đây, thì bên em giờ đang bán cái lốp này, chiều cao lốp nó nhá, 412 thì nó cao vào gần 50 nhá, bản nó rộng 12 phân, nít 80 nhá anh em nhá, anh em có thể chở được 5-7 tạ một tấn luôn, nít dài 80 này. Khung sườn thì bây giờ cái khung này ấy, thì tùy anh em độ dài, anh em muốn cho dài thêm thì là dài, mà anh em cho ngắn thì là ngắn nhá. Bây giờ bên em giờ đang bán là cái khung này, cái anh em làm khung 70 này, khung dài 70 này. Đấy. Dài là 1m25. Dài 1m25 nhá. Thì lên thùng anh em có thể cho thùng nó rộng ra. Thùng rộng ra 1m nha các bác nhá. Thùng rộng 1m, dài 1m rưỡi. Đấy, anh em sử dụng được. Một bộ nó như thế này ấy, thì nó bao gồm một hộp số tiến lùi này. Một số tiến lùi nhá. Cái này thì mình bao giờ mình lùi thì mình lùi, còn tiến thì các bác để im này. Đấy, thì một bộ nó theo hai khớp nối. Thì cái video sau thì em sẽ chi tiết bộ phụ tùng, chứ còn video này thì em sẽ hướng dẫn cách anh em chế. Đấy. À, cầu này gồm cầu lốp nhít này, hộp số phụ này. Tức là anh em nếu mà muốn tải nặng hoặc là đi lên dốc thì anh em kéo số phụ này, thì số phụ sẽ đặt ở bên này. Và anh em thuận bên tay phải, anh em đặt thuận bên tay phải nhá. Đấy. Còn đây cái bộ treo nhít này, treo nhíp này thì anh em làm treo nhíp khi là nhíp nó nhún xuống thì nó có thể nhảy, nhún xuống thì nó có thể dập dình được đấy. Còn đây là số mạnh nhá, số mạnh là cầu đấy. Cái này chạy cầu thì khỏi rồi suy nghĩ rồi đấy. Mình lại anh em cái bộ chế phanh này thì phanh này thì bên em giờ đang ấy kia, bên em vừa tháo ra thì tháo phanh thì cái chân phanh này đây, anh em lấy ống 21 chân phanh kéo kia lên đây là được đấy, về tự chế thôi, nó đơn giản thôi mà đấy. Một bộ hoàn chỉnh rồi đấy. Anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp xem số điện thoại là 036 4011 683, Quyết Bắc Giang. Anh em nhớ đăng ký kênh nhé, sau video là hay là anh em phải xem được. Còn nếu nó 5,5 triệu như này anh em, 5,5 triệu thì nó không có số phụ này, thì anh em chở nhẹ thôi nhá, anh em chở nhẹ thì nó không có số phụ này, thì nó chỉ bao gồm hộp số tiến lùi và hộp số và cầu thôi nhá. Đấy, đọc là hộp số tiến lùi cầu thì anh em lối ra đây thì nó chở nhẹ, anh em chở 5-7 tạ, còn cái số này nó chở hơn trên tấn chút thôi. Đấy. Rồi thế anh em có xem tiếp video sau ấy, thì bên em có thể có bộ phụ tùng nó đầy đủ, anh em có thể dàn anh em xem được bộ phụ tùng nó đầy đủ như nào. Đấy, anh em có xem qua, bên em còn rất chi là nhiều cầu nhá, lốp này anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp cho điện thoại nhá. Đấy, rất chi là nhiều luôn, bên em rất nhiều máy. Anh em vẫn nhớ đăng ký kênh nhá, thì có video thì chỉ cái than lên thôi nhé. Đấy. Thì cái này nó tự như xe quỷ của mình. Thì bên em bây giờ bán đủ bộ nhé, đủ bộ hết, nó gồm bánh này, nhíp, cầu này, số phụ này. Đây là em giá mô hình sau em tháo lẻ hết. Hôm nay ngày hai mấy nhỉ? Nói chung là hàng vào vậy. Đấy, sau dịch thì bên em cũng về khá lô khá nhiều, và lô nữa rồi. Đây anh em nhé, lốp 400-12 này. 400-12 nhá. Đấy. Thì nhíp dài 80, đấy, nó đủ quang nhíp, treo nhíp hết lên cho tất cả anh em nhá. Đấy. Quang nhíp anh em mình chỉ hàn khung thôi. Đo khung áng mình tầm dài bao nhiêu hàn khung lên nhá. Đấy, khung. Thì cái này thì nó theo có cả phanh thì anh em về chỉ được ngoắc cái phanh chế vào cái phanh xe máy là ok rồi. Đấy, bộ của nó đây. Thì cái này là cầu tùy chỉnh nha anh em nhá. Kích thước tùy chỉnh này. Anh em thích cầu 80 1m1, 8-90 1m1 thì cứ alo cho mình. Thì mình sẽ tùy chỉnh cho anh em. Đây số điện thoại của mình chưa? Thì anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp là Quyết Bắc Giang. Đấy. Đủ bộ luôn. Đấy. Đủ bộ nhá. Đây. Còn đây là số tiến lùi cho anh em nhá. Đây số tiến lùi. Có tiến lùi đây thì nó đây, nó anh em bình thường anh em để nó chạy bình thường, nhưng còn sau tiến lùi anh em chỉ cần bấm lùi một cái xong. Đấy thì bán theo cho anh em chỉ có hai khớp lối thôi.
Còn về cái ống này anh em tự hàn nhé, ống này anh em tự hàn này. Đấy. Còn đây là số phụ này. Khi nào anh em lên dốc, anh em cần kéo số phụ ấy, thì mình cài cái dây đây, hàn đây. Đấy. Mắc cái dây này thì anh em kéo cần thành số phụ luôn. Đấy, đủ bộ đấy. Kéo thành số phụ. Nguyên bộ nó như này. Anh em mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 036-1683 nhé. Đấy, đủ bộ đây, quá đẹp luôn. Đấy. Anh em có nhu cầu thì alo cho mình nhé. Thì bên mình bán đủ bộ này thì anh em cứ liên hệ, giá cả nó vừa dịch ấy. Lúc lên lúc xuống hoặc là lúc đấy thì anh em có thể liên hệ được nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé.